bên Coventry bây giờ thì nó trầm ngâm rồi, bạn mua cái này đi bán ngay. Được biết là nếu để cho Manchester United dẫn trước trong trận đấu này thì nó sẽ rất khó đạt. Khó lên bóng thật sự luôn. Bruno và Misaka. Nhưng mà Bắc Giang hay có thuộc được kinh hoạt tốt không? Hay thì trận cuối thuộc được kinh hoạt sẽ có hai tay bay kia của ngôn đó Matialo, Samuel Anthony, số 4 Eriksen, số 84 Ethan Whitley, số 75 Fabio Ogunne, số 70 Hayamas và số 78 Jackson, và số 62 nữa đó là Omari Fosson.